Chưa vào game mà đã thấy mày vô game rồi. Đi vô game ra. Thế là tao đang connecting đến server của mày đấy. Nhưng mà đã connect xong đâu mà đã thấy mày vô game rồi. Thì mình nó thì chào em. Tao lại. Có vẻ bắt à, thôi kệ. Chơi vợ vẫn thế không? Làm thế nào để thoát đăng nhập Gmail trên điện thoại nhỉ? Đập máy mua máy mới. Cảm ơn, thông tin rất hữu ích. Nhắn không vào được à? Nhắn được. Ai? Tao á? Không bảo không được, mày không vào được Gmail mày. Ừ. Để không được á. Nó bảo sang bên tao xóa khỏi tài khoản tao, tao không có lợi gì mấy đâu, xóa khỏi nick của tao. Dạ, yeah, tao đăng nhập trên điện thoại ở tao rồi. Rồi đi chạy máy, không có lẽ không ta? Có vẻ ok rồi đấy. Nhưng mà làm thế nào để thoát tài khoản ra khỏi máy nhỉ? Xóa tài khoản nó chứ không thoát được, kiểu xóa tài khoản thôi. Xóa như nào ta? Thì à không, chứ mày không có, mày tao có. À, tao có, tao thấy cái chữ xóa tài khoản đó. Thì đấy. Bước lượng nữa à, bảo lâu thế. Mày, tao tưởng mày vào rồi. Tao ở trong này mà. Tao, tao... Thế có đúng mốt đấy mày, tao thấy tao thấy học sinh hiểu cầu mày, đúng mốt đấy. Ê, Minh ấy. Ừ. Hôm bữa mày thấy mấy cái bài ôm giống như là kiểu chơi Valila ấy. Thực ra đấy là tính năng game ấy, chứ không phải là do nó bị đè lên đâu. Nó thực sự là có mấy bài ôm như thế mà. Không cần biết tí. Ra đi tìm mà có thì nó sẽ như thế, không có thì nó sẽ khác. I don't know. Mày, mày nhìn cái phần tab crafting xem là nó có cái phần Nautica không? Có à, nó có chứ. Mày có thấy cái mấy con thuyền không? Nhìn nó ít lắm. Nó có vẻ nó xáo lắm mấy cái kiểu ấy kia rồi. Để cần nữa. Nó có cái ấy này, bot canon này. Ngon. Còn mấy cái kia chắc là phải mở màn chế tạo mới có chứ còn không biết. Bình thường công thức nó hiển thị ở ngay đến luôn rồi nhỉ? Ờ, đây là công thức tổng thôi, và phần của mod này. Oh yeah, let's go. Bịt mẹ đỏ thế. Nặng với chàng mùng đỏ thế. Mà chơi hết đỏ. Bịt mẹ. Tiền rách dán đúng cách vẫn còn giá trị. Thế nhưng nhân cách thối tha xịt nước hoa. Thời phức. Thời phức. Thời phức. Cái gì vậy? Mẹ em kiểu cách thử người đang vô cá kiểu tao làm chai không xịt nước hoa. Rõ ràng hả? Hello. Hello guys. Welcome back to Happy Hub Channel.
Ok, cảm ơn giới thiệu này thật sự là nó cũng thế nhỉ, nó không khác cái mod kia là mấy, chỉ nó không đéo nhau đâu. Mại mày nhìn mại mày xem xanh lè thế à, mẹ ảo thật đấy, mẹ em ảo thật đấy. Một lúc rồi à, đây rồi, có cái tab Nautica rồi, ngon, chuẩn mod rồi. Ờ bây giờ có mỗi tao vàng khè, chúng mày xanh lè. Mình vàng khè, bọn tao xanh lè. Ê, yo yo. Dạ, bên nhà. À, nhà mình hạt giống thì đừng có nhét vào mồm nhé. À, đúng rồi, kìa, đâu, nhưng mà không sao đâu gì. Thì mình cứ trồng đi. Giờ đầu game có tí... Nguyên tao xin chúng mày đừng để dính độc nữa, tao ngu. Kiếm cảnh. Nè, giết mẹ 4 năm con rắn độc không sao một cái. Mẹ mẹ. Ăn đồ. Mẹ quả kính, quả kính tiềm vọng bố đời quá. À, kính kính tiềm vọng má được. Kính tiềm vọng thằng cà kè. Không, kính tiềm vọng ai gọi ai kính tiềm vọng bây giờ. Ở đây có một cái dấu x. Sao mà dính đầu ạ? Ồ, vẽ lông mẹ. Sao dính đầu ạ? Nè, dấu đầu, dấu đầu. Bịt mẹ, tao tạp một cây dừa. Không phải một, mà tên tận hai quả dừa rơi vào đầu nào. Tuyệt vời, nhưng không quá tuyệt vời. Sao chân mình? Thế lộn. Cố như nó xem đấy. Mình như đề 40 40 máu quý em. Nhưng mày giác mà, mày cứ đi chăn cây rồi giết rắn rồi hồng máu. À vậy mà cái đảo nhỏ. Thì cứ ảnh kia là do đó, cái mod nó chồng với nhau nó thế. Ờ, sốc ạ. Ê mẹ tưởng tượng nếu mà chơi mắc queo nhỉ. Xong em con bóng mà nó đang chặt cây ở dưới rời đầu. Xong chết luôn con bóng. Thì đó là bị chơi. Ê Minh em bạn tao mày hoán đổi nhau rồi. Bạn tao mày hoán đổi nhau rồi Minh ơi. Ê chúng mày làm bao lâu rồi kìa? Bao lâu á? Nó ở trong phần Storage Solution. Mày sẽ cần phải có 4 cái lá cây dừa. Lá bình. Tao chơi đây. Tao chơi đây. Cây dừa lấy đâu rồi? Minh ơi chặt dừa đi Minh. À, tao chỉ chặt mấy cây dừa có quả thôi. Còn mấy cây dừa chưa ra quả tao không chặt. Nãy giờ chặt được 2 cây. Tao cần 3 đô. Bác cho bác. Ê, tao có 2 lá này. Ê, ở kia có đầu quay đừng đi vào đây. Bố xin mẹ. Ồ. Đây là siêu rích bản cũ. Ê, cung mèo này, cái này là shipwreck bản cũ của mẹ. Nó đéo lên cái bản mới. Có, đây là shipwreck bản cũ. Nó có mấy cập nhật. Bố đi xin, bố mà xin đi, nữa đi xin link, đéo xin những cái link cổ mẹ. Không phải hỏi. Để đi mà xin. Thế mày cũng chơi, chơi. Cái này cũng hay. Chơi này. Cái chơi này cũng hay. Nhiều người chấp nhận đây bà hỏi. Bà ơi, bà lưu. Có mày. Một cái chưa? Nhịp này. Tao đấy có một đứa phần đi đâu cơ. Tao đấy có một cục phần đi. Thế là mày đen rồi. Mày chặt cho tao thêm 2 cái cho mình. Tao cho mày là 2 nó có mấy khắp cái đảo này toàn mấy cây dừa chưa ra quả ấy. Rồi tao thấy tạc tiếc lắm nhưng tao biết rồi. Mày kêu đảo chứ? Cái dừa bé tí đảo. Cứ đi về hướng ở đấy là sẽ có đảo không? À, tao có quỷ à, đấy. Em nghe thì tao tưởng mày cũng có ván nước rồi. Tao không cầm nữa mà đi tìm một bước mới. Rơi đảo rồi, hảo không? Có chứ nhưng mà phải có bao lâu ấy nhỉ? Thế ra cầm một cây nữa này, một cây nữa được rồi. Cây gì?
Bây giờ tạm đi, mẹ, cứu. Thôi, tạm đi, để tao chồng được. Chồng được à? À, đây, có lá rồi. Thôi, giữ lại một quả em. Chị đói mẹ em. Thôi, tao đi khai phá một lớp nữa đi. Thôi. Đi ra. Không. Anh phải cái gì? Này, chúng mày có đồ ấy. Đấy, nước nhanh vậy. Đồ là gì? Nhưng có biển là anh không? Đấy, chúng mày nước nhanh vậy. Ôi trời ơi, hỏng rồi. Tối nhỉ? Đang không nói tôi đâu. Chưa, đang chiều, đang chiều. Ồ, đây là một con vịnh à. Không. Mai. Làm ơn đến. Ok, đâu đây. Đến là ok. Mày lên, mày ấy. Mày lên, mày xem kiến thức bảo. Con này chim đưa đồ à? Nè, con này cùng. Nhưng lại xấu đánh cho rất đi người. Ừ. Bố mà nè. Không lấy được cái xe dung dắt. Chim đơn đô. Nè, thế mà tự nhận là lành nghề à? Không, nó kiểu dung dắt, lác lác. Ê, chỗ này có thật sự có không? Tao không biết. Có nước không này? Có nước. À, ok. Có chết mẹ em ăn. Ủa? Có nước. Mẹ. Ăn cái này không cần nước nước à? Đương nhiên, đương nhiên. Mình có vẻ rất bất ngờ về điều đó. Này, từ từ, tao chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này. Qua, đang. Mình chỉ đảo đây, tao chẳng đi với đảo nào cả. Cố bắn lên. Mày tìm đi chưa? Cố đây. Tao thì hải tặc sẵn này, tao tìm kiểu gì cũng có. À, nó có cái bản đồ có bóng, mình nhìn rác, nếu mình có bản, mình đếm nhìn thấy cái nào. À đây rồi, có ôm đi. Ờ, tất nhiên tao biết mà, tao đang đứng ngay gần cái đảo đây. Có điều của làm rồi. Ủa ba. Cũng mày là bao nhiêu RAM con thuyền gánh hết, không sợ. Mẹ thiết đéo là... À, thuyền. Đây có phải à? Tính năng không? Mẹ nhà là bao nhiêu vậy? Rồi tao phải trên đảo cho cô người ấy. Tèo. Ồ, có chim mà. Ồ, thêm sơ nó rồi. Có anh chết rồi đây. Không mình có tâm đồ ăn à? Có không ăn à? Có, nhưng mà thôi mày cứ cầm. Tao có một ít đồ ăn. Chào rồi. Có đá không đá đi nha. Cái chỗ này nó sát nhỉ. Toàn đá. Cái gì con này là con gì nhỉ? Hầu hay là cái gì nhỉ? Limpet là hà hầu hay là cái gì ạ? Limpet á, chắc là con hà. Chắc là con hà. Không hiểu nó chuẩn vãn mấy à, hà. Hà. Đi rồi. Nó có bảo đồ có bảo này. Sơ. À đây, mày chơi bản này thì mày có thể chuyển 3 đồng xu về một cực vàng này. Nhưng bên bản đéo là thấy bản kia bố chuyển suốt. Thế à? Mấy con đéo đi mấy.
Đúng. Mà lâu đầu có thích cùng Sút. Cho cái chai nước này có làm gì rồi bỏ đi. Chai nước á, từ sau chế được ấy đấy. Chế được cái đèn treo ở tàu. Cầm đeo. Mày đi ra mình, tao đi chơi. À, mày cứ đi, tao đi khai phá chỗ khác. Có gì sau này chia sẻ bản đồ được. Chia nhau đi khám phá cho nhiều. Rồi chia nhau ra mà. Chia đây đây là hành trình của tao, tao không chia sẻ đâu này. Vai khỏe chứ? Rồi, xong rồi. Tao sẽ đi theo con cháu. Hãy ra khơi một tìm lúc mình đi. Sẽ đi theo như con cháu. Không biết được phải đấy. Phải, nhưng mà phải luôn đi. Quả lệ chi. Chỉ cần là phải. Nhưng mà phải. Không tâm ấy. Cả mình ơi mình. Mình em mày biết lệ chi này gì không? Ờ. Con một đảo mới ngày gần đây à? Quả lệ chi là quả vải. Nước mắt anh đang rơi rơi chân lắm. Dưa nướng, scut scut. Con nhớ mà em đang mang nồi đắm xay dĩa gì à? Dưa nướng, scut scut. Có ai vậy? Có mẹ. Ủa con nợ này lại một cái đảo nhỏ ấy. Đảo này biết ý, cháu con khắc rồi. Đảo mình về đó. Ờ, đảo. Một cái đảo gần cái đảo mình về. Cái này đất bé tí, cái đất này xây nhà vệ sinh là hợp. Hoặc là nhà mày. Ok, tao biết đấy là một câu rất không vui. Mày rất vui em rồi. Rất thiền đi chậm nhỉ. Ừ. Thiền này còn đi chậm. Mẹ em muốn như nào. Ê Hưng ơi. Ơi. Cái thuyền, cái raft với cả cái log raft thì cái nào đi nhanh hơn? Raft với cả log raft như nhau, chúng đều là bè. Oh, look at this. Tao biết dùng các bạn luôn. Tao biết dùng các bạn luôn. Nhanh hơn này, cái log raft chèo nó nhanh hơn. À, tao tìm được cục quay lam rồi. Hả? Tao tìm được các bạn rồi. Xuyên đi. Tao tìm được cục quay lam rồi. Quay lang thôi, squid nó thay thầu á. Ừ. Vãi trái thật. Quay lang các cụ hay ăn đấy. Không là một lang tù. Một lang tù. Ok. Ăn nhà đây đây, nhà đây nhà đấy, bớt. À, rắn, cắn, rung côn. Thật gờ, tao mới tìm được một khu đảo mới dựa vào một cái bản đồ trong một cái chai, nên lấy chủ nhật. Lâu rồi là thế này tao tìm được luôn, chứ còn gì lâu lắm. Gần đây có mấy cái đảo gần nhau. Người ta gọi đấy là quần đảo. Ô, chuối vàng. Ô, san hô đi. À, cái gì không? Đây có san hô. Ê, đây có phải không phải đảo vậy? Đây nè. Ừ, chỉ là cái chỗ lặng thôi. Đảo đéo thì cho đấy mang mày cái đấy về làm thuốc chạy đảo cũng được. Lặng san hô, xám đi. Có đẹp vậy. Chuối vàng. Thế làm thuốc chạy đảo nhưng mà nó có thể đẹp luôn. Tao gặp chuối vàng này. Chỗ nào mình rồi, không được. Nó là chuối vàng nhưng phải chuối xanh. Chuối xanh nhưng phải chuối chín ấy, chuối chín ấy còn nghe chứ. Ừ, chuối chín ấy, ảo chưa. Vấn đề gì? Ảo tới đây. Mẹ, kiểm tra phải đông quá. Cầm chưa? Rồi, nướng khoai lang thử phát cơ kìa. Nghe con rắn nó cứ đuổi sao.
xì ấy, đâu vậy, nó có dán à, tao gặp con thuyền máy chị già nó hùm hít tao sợ vậy. Vai cũng thuyền máy á? Không, có mỗi con thuyền máy nó hùm hít tao mẹ sợ hãi cả chứ. Ôi, con thuyền máy á? Xịn đấy. Tôi đang ghê đấy mày. Ai nữa chịu. Lần trước mẹ bị con bóng đèn nó mất má, giờ tao sắp hấp hối lên rồi. Zoom over, you are dead. Thuyền ba ván gỗ với cả má, cái cây cầu ấy nè. Gì vậy? Gunpowder bear cùng thuốc súng thôi. Cái gì vậy? Kệ. Cái này như phải có thuốc rồi, nó có vàng đó đây. Ê, hôm nay cái bản đồ mà có dấu X ở giữa là cái gì ấy? Có bóng ấy. Có bóng ấy. Lại trong vùng nhiễm độc rồi. Bỏ ấy. Chính nó ấy, tao đang ở vùng nhiễm độc rồi. Đấy, tao đéo muốn lướt lên. Cái còn thả cứt cho tao. Cứt là cứt. Cứt. Cần cứt. Cái này... này một đống cái này thì sao chơi? Sao chơi, bro? Rồi, chỗ này an toàn. Step run. Quay ra. Ê, làm xẻng có cần cái... à, có. Có chứ. Bạn ơi nè, cái xe mày đâu nè. Ừ. Cái xe mày đâu nè. Khu này được phết đi. Công nhân là cỏ trong cái nhà này. Hay là nhà chỗ đâu đi. Chỗ này có quá trời đá này, không khoảng. Hay là tao dẫn anh em tao chỗ đồng này, làm nhà đây. Tưởng điên rồi. Này, toàn đập. Poison. Có con này đấy. Đâu đói. Cái gì cần nói đói á? Nó ăn đá vậy. Ừ. Chúng này mở catalog này cho xem. Scrapbook ha, kiểu một cái mô đấy nhỉ, chỉ cần mở cái. Thế mình kiểu một cái mô đấy, sợ. Ok, tôi hiểu ý bạn. Tôi nghĩ xây nhà đảo này nó lớp 1 của ấy, lớp 1 của ấy này. Tuyệt vời. À, nó có rất nhiều ấy. Nhà. Có gì nữa. Nhà lớp 1 có cát này, 1 có rừng này, 1 có đá này, rồi đó thì mình không đủ. Vậy nó vừa ấy, nó vừa ấy. Có dạng không? Tôi có ông nữa này. Ồ, đừng nói, đúng rồi. Đây là cái gì? Malfunctioning novelty ride. Cái gì đấy? Cái này. Đây là cái gì? Malfunctioning novelty ride là cái gì? Sao mày học IELTS mà hỏi tao? Nghe ảo nhỉ? Ảo nhỉ? Cái trò là tao học IELTS nhưng mà tao nhìn cái này biết cái chó gì đâu. Chat lên. Sao mày học IELTS mà hỏi tao? Chat lên xem tên nào. Đào pha bóng rồi, được thành một cái cho bói áo màu hồng. Được cả Obsidian Matate này. Ui xô.
Vai chó. Ui, meng mẹ đào được cả màu hồng kìa. Tao cũng muốn. Tao đào được phóng lợn. Mang đi nè. Mặc đi. Ê. Các cấp sinh viên này nó có 250 đồng bền. Này, ơi, vừa nấu lên thì hồi cái gì, mà ăn sống thì hồi cái gì? Cái gì cơ? Dừa ấy. Dừa. Nấu lên thì ăn nó ngon hơn là để sống. Thôi tao lại không kéo được không này. Ngoan. Bị đội áo hồng. Tao để lên để cho mấy khỉ. Cái gì cơ, để cho bách khỉ á? Đúng rồi. Tao phải đi làm vàng á, tao có nhiều vàng á. Sao mãi tao lỏ ai? Mày là người được chọn. Yes sir. Ô, cái gì thế này? Một cái bóng giữa biển. Ngàn nghĩ. Lẽ tao sẽ ở trên này vài này. Trên này ở trên này. Không, tao cảm giác trên này cũng vẻ không thể làm nhà lắm. Trên này làm nhà đây nhỉ. Tôi làm ở đây đi. Ô mẹ, cái đảo này to thế. Mẹ, mà nó to như gì ở lục địa Bắc Mỹ ấy. Sao lớn. To như châu Mỹ có thật. Americo đã từng đặt chân đến đây, let's go. Lấy cái này, cho kẹo. Lấy chi? Tao có mua hải tặc này, Minh lấy không? Tao sẽ không từ chối cái gì hết. Ăn thịt quá. Even you, baby. À, đây là một cái vịnh. Tôi sẽ khai pháo quần đảo Bắc Mỹ này. Úi dồi ôi. Đây là lục địa châu Mỹ. Khỉ nữa. Bọn khỉ the fuck. Chạy qua, phải nó luôn lên trên, đừng ra. Mình có chạy không? Tại sao được tới con này?
mau lại vào nó lại tụi em trở về lại vào suốt này không? Con lợn đấy, mạng Minh xanh chín rồi này. Mày có tìm được cái gì hay nào thú vị không? No. À, được đảo rất nhiều tài nguyên rồi. Tao đang cố gắng khai thác này. Khai thác lục địa. Ê, để đào cái kho báu lên mình phải có trẻ. Yes sir. Đã, lấy vàng luôn mà làm ấy. Đơn giản quá nhỉ. Đơn giản. Yes sir. Hey. Cái hòn đảo này nhìn trông địa hình của nó giống lục địa Bắc Mỹ này. À đâu, lục địa châu Mỹ. Mày hỏi cái này có muốn làm không? Thế được rồi. Nhìn nè, đây là rừng ngập mặn. Đang nói gì nào, nó rất là giống châu Mỹ. À không, đây chỉ là một cái rừng ngập mặn mini mà thôi. Nó chẳng có cái gì ở đây. Vãi cả chim. Rồi đây rồi, rồi. Cấu, cấu. Rồi là phá rồi. Let's go. Lưu lưu. Mày, mày chỉ biết nhìn thấy nguyên là có bạn hẹp không? Không, số tao không có một mống vàng hết. Nó chỉ có nhiều gỗ thôi ha. Nó qua nhiều gỗ vậy cỏ với cả một ít đá với flint. Oh my god, look at this. Nghe thì chỗ này có khá nhiều đồ ăn. Tao cũng thế. Rồi cái này nó thật đấy. Lần trước là chơi cái bà kia nó phá vào thì nó không có sống mấy. Nhà trường nó sống, mạnh lắm. Mẹ trường một kiếm ra cơ. Ê, trường nó nào đây? Thế tao để thêm biển này. Thôi được. Không, tao đang ngồi trên tiền của tao. Tao làm sao mà rời tiền một chiếc. Em có cái em rap bát này của mình à? Ờ, tao vẫn lại. Tao nhận được cái chạy nhanh hơn. Ái ơi, gặp tình. Thấy à? Thì kiểu có gậy mới là bỏ gậy cũ ấy. À, thôi mười. Có mấy cái cũ, cái bài. Thịt sấy khô. Wow. À, 40 cỏ, 40 gậy là đủ rồi. Poly Roger. Woo, chết chết rô Poly. Woo. Nó chó rồi, Poly rồi. Qua trời hà, qua trời hà luôn. Gundy Roger. Ê, bao nhiêu đồng xu mới được một ấy vậy? Ba vàng. Ba đồng. Ba đồng một vàng. Ê, đừng nói cái đồng này còn cần cần cái bàn khoa học để ráp thành nhé. Yes sir. Holy shit, shit. Ê. Tí thì xa vào cái bẫy của kẻ thù. Làm hưởng quá. Tí thì xa vào lưới tình của em. Tí thì đi vào phần cướp. Ở thật. Cướp. Phần cướp. Phần cướp. Đi vào chỗ này nhấn một phát là hết cứu. Hết cứu. Chị nghe. Ừ, đấm thanh. À thôi, đừng có dụ tao bằng đấm thanh.
Đi vào nó phổ sạch các phát nhiễm độc cấp cứu. Cấp cứu. Mày uống dĩa hết cứu rồi mà. Còn tao đã cứu ở thành công. Ui, mèo này này. What the fuck, người đang. Cái đó là người đang này. Cutlass Supreme. I must be. Ôi lỗi. Cầm đây. Oh, chuối nè. Ôi đi cấp mẹ chuối nè. Ăn đủ mẹ chuối. Chỉ là chuối rồi mà. Ừ, nhưng đây là cây chuối. Hiểu không? Gốc chuối. Cái bản chơi cũng có mà, à, cái bản bái cũng có cây chuối. Cây chuối giống như chuối Việt Nam. Gốc chuối. Bản chuối trong hang. Không phải, cái chuối đéo gì đâu, phải chuối hang. Hay là chuối trong hang vậy? Chắc. Ê, ăn họ, à, ăn hà sấm mới bị chứ gì? Ăn chứa áo. Ok. Chắc là phải đối xong. À, con hà này cho nằm hái cảo được rồi. Thần kỳ... Uầy, món này hồi não này. Ngon quá nhỉ. Ây da, ngon nghẽ quá ta. Banana mushi. Thôi bỏ tam nó đây rồi. Ai ai, Captain. Thuyền dùng một thời gian là nó bị tụt độ bền nè. Dạ. Chẳng thấy chị xin có cái bản kia phá nè. Không bản bản kia cũng tụt mà. Không bản kia không tụt mà, tụt chỉ có bị ba mới tụt thôi. Vẻ lơn, tao thấy bản này cũng tụt nè. Tao nhập bằng cái dơm này, bằng cái dơm này. Con khỉ này nó lại ỉa mấy. Ui sơ. Oh wow. Ôi chúa ơi, sao cái này nó bị giá dữ vậy trời. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Anh đâu mày hết. Đâu mày. Mở nó sao không? Đâu là nó sao không? Mà đúng là kho báu quá khác. Đã thật đấy. Trời ơi, nó này kho báu mà nó không lấy cái gì quá sắc sắc. Mình phải luôn cắp được nguy hiểm đấy. Nó là một cắn 15 máu. Con khỉ. Hả? Bò này. Con cóc này, con cóc này nó không né được rồi. Bò biển, bò biển. Bò béo, bò béo. Bò vui béo. Bò biển vui béo. À, được rồi. Stone. Đây có thử.
chẳng có gì vậy. Đây là mấy cái chỗ nổ độc em này. Như tao thấy thì tao tìm cái châu Phi đấy sao ấy mẹ, à đâu đây là châu Á rộng bách cả đám. Đủ lủng quen thôi. Nó không nhiều quả nhỉ, không nhận được. Chim đô đô. Cái con đô đô này là làm gì với nó nhỉ? Con chim đô ghê. Ê, đi vào vùng sương mù nó sẽ dịch chuyển mình đến chỗ nào đấy đúng không? Nó sẽ cho mày ra một góc ở đó. Con não á? Đưa là quay về. Có hai hòn đảo mới cho ta xem phán. À, malfunctioning novelty ride đây. Đây là được. Nó là cái tuyển léo gì đấy. Nếu mà mày chơi cái bản trên Mobi thì mày có thể bay sang thế giới Valila. Thì mày bay trở lại thế giới này. Bay lớn. Ê, tao có kiểu đó luôn này. Nhưng mà cái bản này thì nó là bản mod nên là chắc chắn không thể chơi được. Cái gì đây? Cái gì đây? Slippery rolling là cái gì? I don't know. Bạn cái đấy người nào ấy bây giờ? Bước đi này. Hả? Bước đi. Thế nó giống kiểu, nó dài dài đúng không? Còn đây là một cái bình, một cái lọ. À, cái lọ ăn phê làm sao? Không, cái lọ này nó sử dụng được. Nó như kiểu dụng cụ ấy. Nó như kiểu cái tool ấy. Ok rồi. Ê, tao ra ngoài biển tình cờ nhặt được cái xẻng. Ngon thật ơi, đau máu ơi. Ê, không biết xúc mấy cái hố độc này ra nó ra được cái gì. Mà đi mà xúc. Thử đi. Nhớ tao sẽ thử. Nhưng không phải bên dòng. Thật sơ. Ê, Minh ơi. Minh. Thú cưng của ông Lim người ta gọi là gì? Là gì? Lim Pet. Sao nó đoán được rồi? Cái này đéo phải châu Á. Đây là khu vực quần đảo trông ảo lòi như vậy. Chết mẹ ơi. Mày quá. Hết lửa ạ. Khổ chịu được. Quá. Nếu mà mình chết giữa biển thì sẽ như thế nào? Thì máy sẽ trôi giạt ở một chỗ nào đấy. Hoặc là máy sẽ biến thành hồn này. Là được. Yes sir. Ok.
Chung như kể cái lúc đào kho báu rồi. Dick. Dick. I must dig. Xương. Mày đùa tao. Tao tưởng nó phải ra cái hòm hay cái gì chứ. Cái hòm à? Cắt lát sút 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 min. Ừ, đúng kìa. Sơ, đoán đi. À, mũ rồi, mũ hải tặc này. Lăn chung con cạc lưới. Đúng rồi, à đâu đùa thịt treo. Baba, banana sick. Mình vẫn muốn có một cái vàng thôi. Đầy đủ quá, làm gì bây giờ? À. Thôi, san hô nhặt lúc nào sẽ được. Xong xây nhà ở chỗ cái đảo ban đầu á. Thích à? Thích đó. Tấm cát luôn. Cái là gì? One two... Cái okay. One two a ring. Cái gì đấy? Nó là cái pin tai. Đẹp rồi. Đéo, chứ đẹp. Có đeo được đâu. Nó chỉ có XM được thôi. Ừ đúng rồi đấy, nó là gì đâu. Chịt mẹo. Mạnh nó bị rút mạng à? Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời anh em ơi, tuyệt vời. Mình bẻ đi. Hả? Mày cũng bẻ à? Ờ, tao cũng bay rồi. Nhá, yeah, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Nhóm này trên đây anh em nhé. Ok, nhóm này chúng ta dừng lại ở đây. Thì anh em những ngày khác.